Thái Nguyên là một trong những vùng sản xuất chè lớn của cả nước với diện tích 22.500 ha. Cùng với đó, năng suất chất lượng chè cũng tăng qua hàng năm. Không chỉ có vậy, thương hiệu sản phẩm trà của Thái Nguyên cũng đã được khẳng định tại thị trường trong và ngoài nước. Xác định chè là cây trồng chủ lực để nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những năm qua tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển ngành chè theo hướng sản xuất an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của thị trường, khẳng định thương hiệu xứng danh Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Với những ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng ban tặng cho Thái Nguyên, cây chè có mặt ở tất cả các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh, trong đó nhiều nhất là huyện Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, thu hút gần 100.000 hộ tham gia làm chè, chiếm trên 60% số hộ ở khu vực nông thôn. Nhận thức được tầm quan trọng của cây chè đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều đề án nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho cây chè và thương hiệu sản phẩm trà. Nhờ đó, hàng năm có hàng nghìn hecta chè được trồng mới, trồng lại bằng các giống chè có năng suất, chất lượng cao. Tính đến nay, chè giống mới đã chiếm tới trên 80% tổng diện tích chè toàn tỉnh. Giá trị sản phẩm thu được bình quân trên một hecta chè đạt 270 triệu đồng trên một hecta, tăng 170 triệu đồng so với năm 2015. Cùng với nâng cao năng suất, chất lượng cây chè, nắm bắt được thực tế hiện nay, người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Vì thế, các hộ sản xuất, hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp đều áp dụng quy trình sản xuất chè theo hướng an toàn. Nhờ đó, diện tích chè áp dụng theo quy trình sản xuất an toàn tăng nhanh. Nhiều tiến bộ khoa học công nghệ đã được áp dụng như sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, công nghệ tưới tiết kiệm nước trong thâm canh chè. Đến năm 2020, diện tích chè được cấp chứng nhận Việt Gáp toàn tỉnh, dự kiến đạt trên 2.400 ha. Việc sản xuất theo quy trình an toàn không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm chè, bảo vệ sức khỏe người trồng, chế biến và sử dụng, mà nó còn mang lại giá trị kinh tế cao hơn trung bình khoảng 15-20% so với sản xuất chè thông thường. Đăng ký theo dự án này làm chè Việt Gáp, chè sạch, chè an toàn ấy, là chè của mình là được nâng lên này, sản phẩm của mình là có thương hiệu này, thế ra ngoài thị trường là được chấp nhận với cái giá thành trung bình nó như thế, nên là đời sống của bà con nó nâng lên. Gia đình tôi sản xuất định hướng hữu cơ năm nay là được chuẩn bị bước sang năm thứ ba. Thì cái lợi của cái sản xuất định hướng hữu cơ này, thứ nhất là về cái cây trồng nó rất là khỏe, cây trồng nó đất rất là khỏe, cái đất nó tơi xốp, với cái là cái rễ nó phát triển rất là đều, rễ chè nó khỏe thì cái nứa trà nó được nhanh lên này, xong rồi cái cây chè nó khỏe thì nó kháng sâu bệnh. Để từng bước hướng đến xuất khẩu các sản phẩm chè, bên cạnh sản xuất an toàn thì việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp hữu cơ là hướng đi tất yếu. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển đổi sang phương thức sản xuất chè hữu cơ. Không chỉ thực hiện quy trình sản xuất khắt khe từ nguồn đất, nước đến giống và quy trình chăm sóc, mà còn phải đáp ứng việc không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào. Bên cạnh đó là quy trình sản xuất xanh, tự nhiên, thân thiện với môi trường. Khâu chế biến cũng phải tuân thủ nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, không thêm bất kỳ chất phụ gia trong quá trình chế biến. Đặc biệt, sản phẩm phải có dán tem nhãn mác đầy đủ thông tin về sản phẩm. Đến nay, diện tích áp dụng sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh là 110 ha, trong đó có một số đơn vị đã có những đơn hàng xuất khẩu sang một số thị trường khó tính. Tôi thấy làm theo hữu cơ thì được rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là cái môi trường của người làm việc. Bà con ra đồng không phải ngửi mùi thuốc sâu. Đấy là cái đầu tiên tôi thấy. Cái không khí của trên những cái nương chè này là nó cũng rất là trong lành. Thế và cái trực tiếp cái người lao động, người sản xuất này, nó cũng không bị độc hại. Khi mà mình chuyển sang hữu cơ như thế này thì cái sản phẩm mình bón bằng hữu cơ này thì nó cho một cái chất lượng nó khác, uống nó có một cái độ đậm hơn. Thế và cái hương thơm của nó là hương thơm, nó tự nhiên hơn, nó quyến rũ hơn và nó lại tăng cái độ ngọt hơn lên. Nhận thấy những giá trị kinh tế từ cây chè đem lại, những năm qua, bên cạnh sự nỗ lực của người sản xuất chè, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành rất nhiều cơ chế chính sách linh hoạt, sát với thực tế, thực hiện lồng ghép thông qua các chương trình đề án, phương án, dự án. Điển hình như đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020. Các chính sách phê duyệt tại phương án sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản hàng năm,
như hỗ trợ ra giống chè trồng mới và trồng thay thế, hỗ trợ sản xuất và chứng nhận theo tiêu chuẩn gáp khác hữu cơ, hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm, ra máy sao chè bằng ga, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP. Nhờ đó, năm 2019 đã có 23 sản phẩm OCOP từ chè xếp hạng từ 3 đến 4 sao. Dự kiến năm 2020 sẽ có thêm từ 25 đến 35 sản phẩm OCOP từ chè xếp hạng từ 3 đến 4 sao. Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại cũng được tỉnh tích cực tổ chức hỗ trợ các đơn vị tham gia các cuộc thi, hội chợ về chè trong và ngoài nước. Kết quả cuộc thi chất lượng chè Bắc Mỹ Canada, chè Thái Nguyên đoạt giải đặc biệt và giải bạc năm 2016-2017. Hai sản phẩm chè Thái Nguyên đã vinh dự được chọn làm quà tặng cho hội nghị APEC tại Việt Nam năm 2017. Trung tâm đã mở các lớp tập huấn và xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn hữu cơ thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ cho tập huấn đào tạo là 100% và xây dựng mô hình là hỗ trợ về phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học là 40%. Đặc biệt, trong năm 2020, thì trung tâm được giao là xây dựng mô hình sản xuất chè hữu cơ là 60 ha, thời gian thực hiện là trong 3 năm. Năm 2020 là một năm đánh dấu mốc mới trên hành trình cải cách và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Sau một thập kỷ nỗ lực không ngừng, Việt Nam và Liên minh châu Âu EU đã hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do, gọi tắt là EVFTA, và hiệp định này đã chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2020. Có thể thấy hiệp định EVFTA là cơ hội rất lớn cho ngành chè nói chung và sản phẩm chè Thái Nguyên nói riêng khi thuế nhập khẩu chè vào các nước EU về 0%, trước đó khoảng 20%. Vì vậy, các doanh nghiệp cũng như người dân trên địa bàn tỉnh đã rất nhạy bén trong việc đi trước, đón đầu và đã nhanh chóng nắm bắt được cơ hội từ hiệp định này mang lại. Họ đã đổi mới tư duy sản xuất, đặc biệt là áp dụng quy trình khép kín, cùng đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến trên cơ sở bí quyết truyền thống để sản xuất ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao, đáp ứng được toàn bộ các tiêu chí khắt khe mà phía châu Âu yêu cầu. Hợp tác xã chè Tân Hương thì cũng có sản lượng xuất khẩu sang nước ngoài, các cái nước khó tính như là Mỹ, Canada, Vương quốc Anh. Thì hợp tác xã chè Tân Hương sản xuất theo một cái quy trình khép kín, quản lý các hộ nông dân từ khâu xả trồng, sản xuất cho đến chế biến. Về kho hợp tác xã thì đều phải tuân thủ theo một cái quy trình và có người giám sát theo dõi. Cuối năm 2019 thì chúng tôi cũng ký được cái hợp đồng với một đơn vị bên Ba Lan. Thì qua cái hiệp định này thì chúng tôi được miễn thuế, thì nghĩa là cái thuế suất nó sẽ bằng không. Và lúc đó thì cái giá lợi ích của cái việc đó thì cái giá cả nó sẽ cạnh tranh hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm mà trước đây. Theo Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc FAO, dự báo sản lượng chè xanh toàn cầu sẽ tăng nhanh khoảng 7,5% mỗi năm, đạt 3,6 triệu tấn vào năm 2027. Đồng thời dự báo trong nhiều thập kỷ tới sẽ có những khách hàng mới cho đồ uống chè, đó là nhóm tiêu dùng trẻ tuổi ở thành thị. Bên cạnh đó, xuất khẩu chè của Việt Nam đang có xu hướng tăng về giá bán sản phẩm và kim ngạch xuất khẩu. Năm 2019, cả nước có 370 tổ chức cá nhân xuất khẩu chè sang 74 quốc gia và vùng lãnh thổ với khối lượng gần 140.000 tấn. Từ những con số này có thể thấy có rất nhiều cơ hội và tiềm năng đối với chè Thái Nguyên. Mặc dù vậy, ngành chè Thái Nguyên vẫn đối mặt với không ít thách thức, khó khăn như diện tích trồng chè không tập trung, phân tán theo địa hình, cơ sở hạ tầng vùng sản xuất nguyên liệu đầu tư còn hạn chế, số doanh nghiệp liên kết với người trồng chè chưa nhiều, việc đăng ký nhãn hiệu, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, hồ sơ công bố chưa phù hợp hoặc chưa đúng với quy định ghi tem nhãn. Những điều này đã, đang và sẽ khiến chè Thái Nguyên khó vượt được các thị trường khó tính theo đường chính ngạch, thông qua các hợp đồng cố tính ràng buộc pháp lý. Từ thực tế đó có thể thấy, cần có nhiều giải pháp định hướng thúc đẩy ngành chè phát triển theo hướng bền vững. Để tiến tới để nâng cao cái giá trị xuất khẩu hàng hóa của chè Thái Nguyên, thì tỉnh đang tập trung chỉ đạo xây dựng các cái mô hình rồi triển khai nhân rộng các cái mô hình sản xuất chè hữu cơ trên địa bàn của tỉnh, đồng thời có những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho sản xuất chè hữu cơ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm cho các hợp tác xã rồi các cái doanh nghiệp thế rồi người dân sản xuất chè nhận thấy rõ được những cái lợi ích kép của sản xuất hữu cơ cũng như là cái xu thế tất yếu của hiện nay là chúng ta phải tiến tới sản xuất hữu cơ. Thế và gắn với cái việc đó thì cũng sẽ tập trung rà soát đánh giá rồi xác định cái vùng trồng để làm cái cơ sở cho cái việc mà làm rõ cái xuất xứ hàng hóa với cái tiêu chuẩn quy định để
xuất khẩu cái sản phẩm chè cũng như là một số cái nông sản của tỉnh Thái Nguyên trong cái thời gian tới. Nhằm tạo điều kiện cho nông dân được trao đổi thảo luận với các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến tích cực của các cấp, các ngành và người dân trong việc phát triển, bảo vệ thương hiệu sản phẩm nông sản chủ lực, đặc thù của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn đàn sản xuất chè an toàn theo hướng hữu cơ năm 2020. Với sự tham gia của hơn 200 khách mời, trong đó đặc biệt có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Hiệp hội Chè Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè thuộc Viện Khoa học Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Diễn đàn là cơ hội tốt, là nơi gặp gỡ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp trực tiếp giữa các nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân sản xuất chè. Thông qua diễn đàn sản xuất chè an toàn theo hướng hữu cơ và các hoạt động của khu trưng bày để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, tìm ra giải pháp nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè của tỉnh Thái Nguyên. Kết nối doanh nghiệp và người dân để liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung để đưa sản phẩm đến các hệ thống siêu thị lớn trên toàn quốc và thế giới.